Rồi, cây số bắp số 1 ấy là đang bị đội nha, nó quá khít đồng tiền, là nó đội số bắp xuống nó hở số bắp nó bị mất hơi nha. Cây số 2 ấy thì nó quá mỏng, 0.07 nha. Còn cái cây số 3, số 4 này là không, chưa tới là 0.10 luôn. Nếu mà nhìn của hãng thì 0.15, 0.20, nó sắp xỉ cái số đấy các bạn. Còn nếu mà mình căn lại để cho nó êm ấy thì cái cây bên nạp ấy là 0.10, còn bên xẻ là 0.15. Còn cái này là đang bị quá khít, là cái đầu tiên. Cái thứ hai là nó đang bị lệch cam nha. Cái mắt cam của nó ấy thì từ cái dấu chấm này, cái dấu chấm đây, từ cái dấu chấm đây ấy, thì nó sẽ là 16 mắt. Và cái hai cái vạch ngoài ra, hai cái vạch ngoài cùng đây nó sẽ song song với cái lốc máy. Nhưng mà cái này nó đang bị lệch lên đúng không? Thì nó bị sai một lách mắt cam về phía trước này nha. Bây giờ mình phải chỉnh cái mắt cam này nó về vị trí này thì mới chính xác nào các bạn. Cái này đang bị sai một mắt cam và đồng tiền nó bị quá khít. Rồi bây giờ mình sẽ tháo đầu là tiếp. Rồi, cái đầu mình đã tháo xong, mình gõ xúc bắp ra nha. Thì cái đầu này chưa xoáy xúc bắp. Những cái miệng này thì nó đang bị cháy hết rồi, cháy rỗ nha, mà chưa xoáy lại. Hai cái xúc bắp lửa thì nó bị lỏng, là người ta cũng chưa xử lý. Thì ở trên Winner thì đa số là hai cái xúc bắp lửa nó sẽ bị lỏng nha. Nếu mà có thể nếu mà các bạn muốn tận dụng thì có thể tận dụng lại được. Nhưng nào nếu mà muốn ok cho nó khít lại luôn ấy thì thay mới. Thì cái này là mình đã nói chủ xe rồi, thay mới hai cây. Rồi ok các bạn, hôm nay mình sẽ nói về cái xe mà làm trong hãng mà tình trạng nó bị găng ti nó rú rất là lớn. Cái xe này anh mới làm hôm kia nha, hôm qua thì mình tháo ra các bạn, còn tới hôm nay thì bắt đầu mình mới cái quay cái đoạn này. Thì anh mới làm một ngày duy nhất thôi là nó bị tình trạng găng ti nó rất là lớn. Anh quay lại cái chỗ mà mới làm cho anh á, để chỉnh lại cái găng ti á, thì bên hãng người ta nói là cái này nó bị vấn đề nọ, vấn đề kia. Rồi người ta kêu là cuối năm bận quá, người ta không có xử lý được, thì kêu anh đem ra ngoài sửa. Thì anh đã coi YouTube có thứ nhiều rồi các bạn, thì anh cũng đem qua những chỗ khác nha. Và anh cũng có qua một cái kênh gọi là rất là lớn, cái kênh đấy mình theo dõi. Cái giọng của anh đấy giống mình và kỹ thuật của anh rất là ok, mình có hay theo dõi anh đó. Thì qua anh đó anh xử lý luôn, nhưng mà nó cũng không được. Thì mình thấy nó vô lý quá, chắc có thể là anh đó anh bận quá cho nên là anh xử lý sơ sơ để cho bạn này chạy thôi. Chứ không phải là không sửa được nha các bạn. Nói chung là vô đấy làm xong thì đi ra là vẫn không được. Cho nên là anh coi YouTube thì anh biết tới kênh của mình, thì anh cũng tới với mình, tin tưởng thì tới với mình để mình làm cho. Thì cái lúc mà qua là kể cho mình nghe thì cũng mặt buồn hiu các bạn, tại vì coi như là vô vọng các bạn ạ. Cái chỗ mà người ta lấy tiền xong xuôi rồi ấy, thì người ta lại không xử lý nữa. Rồi là đi qua những kênh nổi tiếng khác ấy, thì cũng không xử lý được. Thì cái kênh của mình thì cũng bé xíu thôi, thì qua bên đây thì thuộc dạng là như kiểu là tuyệt vọng rồi qua đây thôi các bạn. Là có một chút hy vọng là nó hết thôi. Thì thực sự cái xe này mình bữa nay là mình không nhận xe nữa, nhưng mà nghe cái tình huống này thực sự nó quá vô lý các bạn, tại vì cái găng ti cao thôi mà sửa không hết được thì quá vô lý. Những bệnh này mình đã xử lý nhiều rồi, cho nên là mình quyết định ấy, là mình nhận cái xe máy này vô để mình làm cho ok nha các bạn. Thì cái phần đầu tiên mình kiểm tra, mình đọc những cái thông số ở trên máy tính ấy, thì TVS rồi là IAT rồi là MAP rồi là ECT, nói chung tất cả mọi thứ nó đều hoạt động bình thường, nó không có gì bất thường cả. Và mình mở cái van găng ti ra để mình kiểm tra thử xem là tại sao nó có bị hở gió rồi các kiểu không. Thì khi mình tháo ra cái van găng ti ra thì tình trạng của nó là nó người ta đã khoan ra rất lớn nha. Cái này là cái của mình đang test trên xe thử đấy các bạn. Là cái lỗ nó bé xíu thôi, nhìn nha. Nhưng mà cái này người ta khoét chà bá lửa đó rồi. Đó, và khi mà khoét như vậy găng ti nó lớn nha, nhưng mà để nổ một lúc ấy, cái máy của mình nó vẫn sẽ lịm đi và nó tắt máy. Biết tại sao các bạn, khi mà người ta gắn vô cái đồng tiền có thể nó bị khít quá, nó bị hở xúc bắp, hoặc là cây xúc bắp nó bị có vấn đề gì nó bị hở ấy, thì nó sẽ bị mất hơi một phần đúng không, găng ti của mình sẽ không ok. Và khi người ta gắn vô ấy, thì nó bị mất găng ti vậy, thì người ta khoan cái lỗ này to ra để cho gió nó lớn, để cho nó có găng ti các bạn. Nhưng mà thật ra nó bị và ga rồi nó bị biến đổi. Cái buồng đốt của mình hơi hàm nó đang bị sai đúng không, các bạn có chế độ kiểu gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không bao giờ ok được. Đó, cho nên là mình thấy cái van găng ti này là mình đoán được bệnh nào các bạn. Thì mình cũng nói với anh ấy, thì bây giờ tháo cái đầu ra kiểm tra xem người ta đã xử lý gì chưa. Thì mình tháo cái nắp cam ra mình kiểm tra đồng tiền ấy, thì nó quá khít nha các bạn. Cái đồng tiền nó bị quá khít, nó bị đội cây xúc bắp lên luôn, thì nó hở cái xúc bắp ra thì nó bị mất hơi một phần. Rồi tiện thể như vậy thì mình cũng chắc cú luôn, tháo luôn cái đầu ra và kiểm tra thì cái đầu người ta chưa xoáy xúc bắp. Mà mình cũng không hiểu tại sao người ta tháo cái lòng ra người ta thay rồi, mà tại sao mà cái đầu người ta cũng đã tháo rồi mà người ta không xoáy xúc bắp luôn. Chỉ có gõ thêm 4 cái lò xo đầu ra xong rồi cạo khó xoáy xúc bắp nha các bạn. Là đơn giản thôi. Và tại sao người ta làm tới đấy rồi người ta gắn cái đồng tiền vô mà người ta không kiểm tra đồng tiền. Cái này là một cái việc hết sức vô lý nha các bạn. Tại vì ở trong hãng người ta làm người ta phải có quy chuẩn chung đúng không? Người ta phải xoáy xúc bắp, người ta phải căn đồng tiền thứ đúng thông số thì người ta mới được phép lắp vô. Và tại sao tay nghề người ta như thế nào mà người ta lắp cam bị sai? Đó, nó rất là vô lý.
Và khi mà làm ở trong đó thì những người thợ ở trong đó thì người ta sẽ có cái ăn phần trăm được cái phụ tùng của người ta thay, thì người ta sẽ có những cái khuyến khích để các bạn thay đồ nhiều hơn. Nhưng mà nếu ví dụ mà vô tình mà người ta thay những cái đồ mà không chính đáng ấy, mà nếu mà có mất uy tín thì người ta cái uy tín bị mất là cái cửa hàng đó, nhưng người ta không có mất uy tín người ta cũng không sợ các bạn. Đó, đấy là mình nói thêm để cho các bạn biết vấn đề thôi nha. Còn làm ở bên trong hãng hay ở bên ngoài thì nó cũng có cái những vấn đề của nó. Cái những người thợ rồi là tay nghề các thứ cũng có khác nhau, chứ không phải là có quy chuẩn chung là cứ ở ngoài là dở rồi trong hãng là ngon, hoặc là ở ngoài là ngon trong hãng là dở, nó không có đâu các bạn. Cho nên là khi mà các bạn sửa xe, các bạn làm xe nhiều, các bạn đi nhiều nơi nhiều chỗ ấy, rồi các bạn sẽ tìm được một nơi nó gọi là phù hợp mình thôi. Chứ còn thợ sửa xe rồi hãng là có cả trăm cả ngàn tiệm đúng không? Nhưng mà tìm được một cái tiệm phù hợp mà các bạn tin tưởng thì rất là khó. Nó phải qua một quá trình nhớ các bạn. Các bạn sửa nhiều nơi rồi các bạn thấy chỗ nào ok rồi các bạn sẽ biết được. Cái này mình nói hoàn toàn là không phải là bốc phốt nha các bạn. Cái việc của mình làm video ấy là mình nói cho các bạn biết là những cái tình trạng mà có thể xảy ra, các bạn làm xe có thể có những vấn đề xảy ra. Để khi mà các bạn coi được video của mình, các bạn biết những cái trường hợp đó để mai mốt các bạn xử lý cái xe tốt hơn. Ví dụ mà bên mình làm thì bên mình vẫn có những cái lỗi lầm riêng của bên mình đúng không? Những cái xe mới nó vẫn đang có lỗi nha, còn cái xe cũ nó có hàng trăm ngàn vấn đề. Làm thì chắc chắn nhiều khi nó vẫn có lỗi. Nếu ví dụ bên mình làm lỗi thì các bạn cứ tới đây mình bảo hành lại. Mà ví dụ bên mình bảo hành mà không chính đáng ấy, thì các bạn cứ bốc phốt thoải mái, cái đấy là quyền lợi của các bạn. Rồi ví dụ mà có vấn đề gì ấy, thì mình coi được, các bạn bốc phốt hay sao đó, vô tình mình coi được mình sẽ xử lý lại, mình làm sao cho tốt hơn, ok hơn, để mai mốt mình làm xe cho các bạn nó được hoàn thiện, được ok hơn nha. Rồi cái dịch vụ mình sẽ được tăng lên đúng không? Cái đấy nó hoàn toàn bình thường nha. Có cái lỗi gì mình sẽ quay lên. Cái mục đích của mình không phải là bốc phốt, mình muốn nhấn mạnh là như vậy đấy, để cho bạn biết có những cái vấn đề như vậy. Rồi thì chốt lại thôi, cái xe này ấy thì mình cũng kéo cái lòng ra để xem cái phe piston cái thứ người ta gắn ok cho các bạn, tại vì cái đầu người ta ráp không ok một chút nào, cho nên mình không tin tưởng lắm, thì mình tháo ra mình kiểm tra xem phe các thứ ok chưa, piston lắp có đúng hay không, để mình lắp vô cho nó hoàn thiện ngay từ ban đầu, lại như ban đầu nha. Cái đầu thì mình sẽ thay hai cái số bắp lửa, nó hơi rơ. Cái số bắp lửa đó hoàn toàn là cũng thể sử dụng đỡ lại được, nhưng mà anh là muốn ok luôn, anh thay hai cái số bắp lửa, thay bốn cái phốt xúc bắp, căn đồng tiền thứ lại, rồi gắn góc cam thứ ok lại, rồi là cái van này thì thay mới lại nha, thay mới lại, tại cái van này người ta khuyết rồi không sử dụng lại nữa, rồi ok, như vậy là hoàn toàn là xong xuôi rồi các bạn. Đến cái xe này đến lúc mà mình lấy cái đầu về, cái đầu đang đi làm nha, đang gia công hai cái xúc bắp, thì khi mà mình lấy cái đầu về mình gắn vô xong xuôi thì mình sẽ lại quay phim cho các bạn xem tiếp về cái vấn đề của nó. Rồi chào các bạn nha.